sao? Dạ, tớ nghĩ là có bánh xe để mình ăn có dở cái gì là sống thần tới mình. Đuôi cá mà gắn bánh xe vô hả, làm như siêu nhân vậy Ben? Rồi vậy giờ Ben biết giá trị dinh dưỡng của một củ khoai lang không? Hiện tại là Ben phải ăn cái tính phản ứng được, nhưng mà Ben nghĩ là khoai lang là tốt. Xíu mình dung quá chứ còn ăn mì chay. Em nghĩ chắc ăn gì quá no quá ngon rồi. Mì ai ăn được. Dạ. Bữa đó bảo giảm á, vô quán gọi rồi Ben cũng ăn tiếp rồi. Rồi bây giờ mấy em đã biết giá trị của một củ khoai rồi đúng không? Nó bổ như vậy, một củ sâm rẻ tiền một củ sâm nha các bạn. Cái gì củ sâm rẻ tiền giờ nó mất tiền rồi. Đúng rồi, giờ khoai lang mất tiền rồi đúng không? Giá vàng năm. Nhưng mà nói chung á, ít nhất nó bổ được thằng nhân sâm nhưng mà nó rẻ hơn. Vậy hồi nào rồi. Đúng rồi. Ăn cái củ khoai lang này là mình hả thấy no luôn. Hồi xưa người ta hả không có điều kiện, người ta hả ăn khoai không mà thấy người ta sống khỏe mạnh ghê không. Thôi bây giờ mình ăn cháo yến mạch xong rồi mỗi bạn làm một củ khoai lang ha, cho mạnh khỏe ha. Sáng là khoai, em thích ăn khoai lang. Bây giờ đem nướng đi. Thôi bây giờ mấy em ăn đi. Rồi chúng ta có một cái chương trình nhẹ nhàng cho người cá sáng chủ nhật. Chương trình rất là nhẹ nhàng. Tự nhiên tất cả bạn đi học á. Ăn xong rồi biết làm gì không? Tập thể dục người cá level 2. Chết cả, tại vì 9 giờ mày ăn rồi phải học á. 9 giờ rưỡi á. Thôi. Bữa nay thầy cho nghỉ mà. À nhớ nhớ, nghỉ cho cúng tổ trời ơi. Hôm nay có chương trình cúng tổ rất đặc biệt nha. Ờ, ai cúng buổi sáng buổi chiều. Tại vì buổi chiều tôi mắc bận quay rồi. Đúng rồi. Thắp nhang là xong rồi, đâu có gì đâu. Má ơi, má ơi đi mua trái cây cũng tổ. Đúng rồi. 12 giờ. Tại sao tổ không ăn chuối? Không được. Tổ thích ăn khoai lang á? Tặng cho tổ nhân sâm rẻ tiền. Được không? Cúng tổ khoai lang là tổ chịu luôn á. Bởi vì tổ là ăn mài mà. Ăn mài càng khoái ăn khoai lang nữa đó. Đúng rồi á tổ. Tuyên quen ổng mà. Ủa sao con không biết là tổ là ăn mài hay vậy? Như vậy mới hay. Tại tiên cá mà. Tại vì giống như là ổng như diễn tổ xin ăn vậy á. Đúng không? Rồi hả, sau khi đi cúng tổ xong rồi chúng ta có chương trình tặng cho các tổ tương lai nữa. Đi cúng cho mấy tổ tương lai nữa. Là đi cúng cho mấy ông ăn mài thiệt luôn. Ai nói người ăn mài thường làm không biết gì thì tự nhiên là chắc chắn 100% bởi vì mấy người ăn mày biết lấy tiền của người ta. Ừ đúng rồi, chúng ta sẽ đi cúng cho tổ tương lai. Biết sao không được cúng chuối không? Đúng chứ rồi. Ừ đúng rồi. Mà biết cúng chuối cho ai là hợp nhất không? Ai biết không được nữa nha. À bập. Ông đệ. Ông đệ không phải chuối. Không biết không được. Biết không được không? Nên tổ hả? Không có cúng chuối. Biết là không được nữa nha con.
Còn gì không được cúng tổ nữa. Vậy là hôm nay Kevin có đi cúng tổ chung với mấy bạn luôn đúng không? Ủa Kevin nói gì cho mà cúng tổ? Kevin nói cá đi coi cá. Kevin YouTuber diễn luôn, tự diễn luôn đúng không? Vậy tao đi theo coi. Không cho đâu. Đi coi cá đi vô coi thôi. Thắp nhang thôi. Thắp nhang sao? Thắp nhang phải tốn tiền hả? Sao không được thắp nhang? Không, trường nào cũng trong người rồi mới được thắp rồi. Trời ơi, trái cây sẵn rồi kìa. Ôi, nhưng mà trái cây giả mà. Cái này có thiệt mà. Nhìn cái này là biết thiệt rồi. Đúng luôn. Cúng bưởi rồi tổ chửi không? Không biết à. Ăn bưởi rồi chị ung thư tốt lắm á. Nhưng mà tôi nghĩ tổ phải ăn khoai lang nhất. Cúng khoai lang. Vô cúng 1 ký khoai lang mà đắt xồ luôn. Đúng rồi, vậy hôm nay tôi cũng cơ mà cũng ký khoai lang.